Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang có phiên họp lệ tháng 5 năm Quý Mão, báo cáo công tác tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng và thảo luận các chương trình hoạt động của Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong thời gian tới. Phiên họp diễn ra tại văn phòng Ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho với sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, cùng sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cho biết, do để tập trung vào việc tổ chức đại lễ Phật đản và khai giảng khóa an cư Phật lịch 2567, nên tháng vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã không họp lệ. Hôm nay, để tiếp tục cho các Phật sự sắp tới được hanh thông, tại phiên họp này, Thượng tọa muốn lắng nghe tình hình hoạt động Phật sự tại các địa phương và tiến độ tiếp nhận hồ sơ thọ giới tại Đại Giới Đàn Huệ Đăng năm 2023. Sắp diễn ra tới đây để kịp thời góp ý thực hiện. Tại cuộc họp, Ban thư ký báo cáo tóm tắt các hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã làm được trong thời gian qua, như tổ chức thành công đại lễ Phật đản, khai khóa an cư kiết hạ, công tác từ thiện xã hội đạt trên 10 tỷ đồng. Tiếp đó, chư tôn đức các ban chuyên môn và 11 ban trị sự huyện, thị, trực thuộc cũng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động, triển khai một số Phật sự sắp tới. Nhìn chung, tình hình sinh hoạt tại các địa phương đều ổn định, chư tăng ni các tự viện đều tham gia khóa an cư kiết hạ theo sự hướng dẫn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đề ra. Chư hành giả an cư trong toàn tỉnh có tổng cộng 452 vị, 196 tăng và 256 ni tham dự cấm túc tu tập tại 4 điểm an cư tập trung và 2 điểm an cư tại chỗ, có 72 vị, 42 tăng, 30 ni. Tại cuộc họp, chư tôn đức cũng báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ thọ giới tại Đại Giới Đàn Huệ Đăng năm 2023 và thống nhất thời gian tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2023. Giới trường tăng vẫn tại chùa Vĩnh Tràng, giới trường ni tại chùa Thiên Phước, thành phố Mỹ Tho. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc giải trình một số ý kiến kiến nghị của chư tôn đức và có những góp ý giải quyết thỏa đáng. Thượng tọa cũng chúc niệm đến chư tôn đức có một mùa an cư thật thanh tịnh và viên mãn.